hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục một trải nghiệm mới. Nơi đây hứa hẹn sẽ đầy hấp dẫn. Đó là vườn chim Tư Na tại huyện Nam Căn, Cà Mau. Mỗi người có một cách riêng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài chim nơi đây, và tôi đã chọn cách cho riêng mình. Tôi ngụy trang bằng những lá cây và cỏ dại, sau đó sẽ bơi vào vườn chim để làm sao cho chim khó có thể phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Tại đây có 74 loài chim, có 28 loài chim di trú từ các nơi trên thế giới, trong đó có nhiều loài chim thuộc loại quý hiếm. Ôi, người tôi đang bốc mùi rất là ghê, do thiếu nước ở vùng rừng nước này, với cả có thể do bùn lầy ở đây nó tạo thành những cái phân hữu cơ. Nhưng cũng may là vì tôi ngụy trang với cả những cái loài chim ở đây thì làm tổ trên cây rất là cao, do đó thì đến giờ chúng vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của tôi. Ồ, tôi vừa nhìn thấy một trái trứng chim rơi này. Wow, nó vẫn còn ấm lắm. Wow, tôi đã tìm thấy một tổ chim ngay gần rồi. Wow, đẹp thật. Không thể tin được tôi đang chứng kiến tận mắt gần như này một tổ chim. Và chắc quả trứng này sẽ rớt từ đây xuống đây. Có thể nói đây là mùa chim sinh sản đấy, bởi vì trên khắp các tổ đây thì tôi đều thấy những quả trứng chim. Và những quả trứng này thì nó chưa nở thành con đâu, chắc là còn chờ thời gian ấp. Không thể tin được, phong cảnh thật tuyệt đẹp. Máy ảnh là dụng cụ không thể thiếu được khi đi phượt. Tôi sẽ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc có 102 này. Lúc này đây thì tôi đang bước chân vào khu trung tâm của rừng chim. Tôi nhận đoán ra điều này bởi vì xung quanh đây cây cối đã bị phủ trắng bởi phân chim rồi. Trên mặt đất đã xuất hiện nhiều vỏ trứng chim đã nở. Ồ, có vẻ là còn rất mới. Ngay bây giờ đây thì tôi muốn tìm cách leo lên một cây nào gần nhất để xem cảnh chim mẹ chăm sóc sinh con. Wow, thật là tuyệt vời. Oh, không ngờ tôi lại được chứng kiến tận mắt gần sát như này một tổ chim non vừa mới nở. Những chú chim vẫn còn đang rất là yếu ớt và đang có vẻ như là đòi mẹ cho thức ăn đây. Mẹ chúng đang đi kiếm ăn rồi. Bên cạnh đó thì còn quả trứng chưa nở. Ồ, những chú chim rất xinh xắn. Wow, trên này lại còn thêm một tổ nữa này. Ồ, tổ này chim còn lớn hơn nữa. Như theo như màu lông tôi phân biệt được thì có lẽ đây là tổ của một con rượu mốc. Khác với cả tổ chim vừa nãy là tổ của cò trắng. Thật đẹp quá. Hôm nay có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình phượt cực Nam. Những kinh nghiệm thu được tại nơi đây sẽ giúp cho tôi hiểu biết hơn nhiều về miền sông nước Cà Mau. Và tôi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình với những khám phá và thử thách mới.